Hello xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Thành EZ. Thì hôm nay ta sẽ tiếp tục chơi cái tựa game là One Piece song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cuộc đối đầu giữa Sanji Hắc Cước đối đầu với Kizaru Ánh Sáng. Thì đây là cái comment của bạn là Liên Quân Gaming. Và nếu các bạn thích cái cặp đấu nào thì hãy comment xuống phía dưới và mình sẽ lựa chọn trong tập kế tiếp. Ok, nó sẽ chỉnh một chút này. Mắc cấp độ này, thời gian mắc này, máu bình thường này, ok, thế này được rồi. Và mình sẽ chọn cho Sanji một support mới. Chúng ta sẽ có Sanji đây rồi. Sanji lông mày xoắn, hình như chỉ có một bộ trang phục thời gian gì rồi phải. Không có hai Sanji. Sanji chỉ có một thôi. Chúng ta sẽ chọn là Sanji này. Đây là Sanji này và mình sẽ chọn support. Vua Hải Tặc là đầu tiên. Và mình nghĩ mình sẽ chọn một cô gái cho Sanji à. Chúng ta có, không nói mình chọn đấy rồi. Không nói mình chọn Alavida rồi, Avida rồi này. Kaya, Kaya của Usopp. Nojiko chọn rồi. Vivi, Vivi nhìn trông xinh thật. Vivi mà toàn thành viên của băng hải tặc mũ rơm thì tuyệt. Mà không được. Ồ, chúng ta có cả Lola, xấu quá. Cái con này chọn cho Sanji đúng là hợp nhất này. Bonnie này. Cái này là chị em với Boa. Chúng ta sẽ có thêm cả Hina. Ồ, Xiaohuxi à, nhìn xinh nhở. Kích hoạt sẽ giảm cái thời gian hồi cho support về không. Tuyệt vời luôn. Nhìn mặt như là sắp khóc khóc vậy. Ok, và mình nghĩ là xem nào. Chúng ta có cả Cavendish cả. Violet này. Violet khá là hợp với Sanji. Rebecca Tatsugi. Ok, mình sẽ chọn Shirahoshi đi. Ok, thì mình sẽ chọn Sanji trước này. À không, đây ấy rồi, đây là mình chọn Sanji rồi. Thì mình sẽ chọn Kizaru. Và chọn support cho Kizaru. Vẫn là Shirahoshi thôi, cho nó công bằng. Ok, đúng rồi. Sanji sẽ đấu ở Kizaru, trường phái dùng chân tấn công. Cái này đánh nhau với Nami này. Cho trái tim chứ chắc thằng Sanji rất là vô dụng vì đánh nhau với phụ nữ luôn. Ok, vào nào. Vào nào, ai chả đánh kinh. Định dùng gương anh sáng ạ. Cú xuất thiên tướng, nhân. Oai, 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 oai. Ai à, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Ăn trọn đòn thôi. Ôi trời. Thế nhở. Không được, không được. Cú rút thịt nướng. Không, vào đây. Phá ớt giáp, ôi giời. Không được rồi. Chết nhanh quá. Ăn tiêu lên nào. Thôi mình chết mất. Ôi trời ơi. Cái này khó chịu ấy nhở. Vào đây. Vào đây thằng kia. Mày. Ăn tiêu. DAB Jimber. Mày đỡ ông nội. Đỡ. Nó đỡ được. Trời. Khỏe thế nhỉ, kia luôn mình không chạm vào được người cơ. Lao đến gần thì nó dùng dịch chuyển ánh sáng này. Còn đứng ở xa thì nó dùng cái chiêu tia bắn cái tia năng lượng. Vào sao? Ở đây. Thế anh nhanh, thằng nhanh thôi. Vào. Phá giáp. Úi ôi. Đỡ. Vào gần đi ạ. Ánh sáng. Ôi lại ánh sáng. Mày ăn tròn đi. Cú suốt thịt nướng. Nhờn hai phát. Ôi. Rồi xịt rồi. Di chuyển với anh chàng. Khôn thật đấy. Không được, để nó hết cây ra. Cho dùng ánh sáng ấy thôi. Trời ơi. Thôi xong tôi rồi. Ăn đòn chém rồi. Ui thấm thế.
Không thì ai chơi? Ai chơi mày? Ở đây thằng kia. Xa quá, xa quá rồi. Ôi trúng rồi, xa nhưng vẫn là trúng. Wow, đẹp đấy. Đi bộ như mặt trăng. Là Okama. Cú sút thịt nướng nhân 2. What? Mình mất máu, mình thủ còn mất máu nữa. Đúng rồi. Ôi mày ơi, trời ơi. Ở đâu rồi? Ôi, khó nhở, khó thắng thế. Gần như rất là khó thắng luôn, mình không thể nào mà động đến người được. Dù ăn chọn cái quả ăn tiêu vào người, mình sẽ thử lại một trận nữa. Mà không thắng được nữa thì mình sẽ chuyển qua đánh Kizaru. Ok, vào nào. Mày. Mày. Vào đây. Cái thằng này vỡ giáp rồi. Phá được giáp nó thì nó lại tạm hoán luôn cho mày xem. Vào đây, đúng rồi, chuẩn rồi. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Chạy đâu. Thật. Ăn tiêu, chuẩn rồi, gần rồi. Đúng thế, BAB Zipper. Mày này mày chạy đâu. Con lợn này. Sút lên trời. Đi bộ cho mặt trăng, lên nào. Trời, một chút thịt nướng. 1-1-1 lên. Ôi, quá chậm. Thế xong rồi. Xong phim rồi. Uầy. Wow, người sắp chết rồi. Vãi nồi cái chiêu ấy thật. Thủ. Thôi, xong rồi. Thủ. Phá giáp. Lên trời, lên tiếp. Cú sút thịt nướng. 2 phát, ôi giời, chưa chết. 1, 2 phát. Tuyệt vời. Tuyệt vời Sanji. Mình tưởng mình thua trận đấy cơ. Ok, và mình sẽ chọn là Kizaru đi. Mình nghĩ là Kizaru sẽ thắng dễ thôi. Vì là quá là khỏe luôn. Chúng ta sẽ xem thế nào đây. Kizaru khỏe quá. Mình sẽ chọn bộ quần áo khác đi. Mình pê đi. Ok, trời, ấn nhầm rồi, mình chọn lại ấy rồi. Chọn lại cả đệ tử nữa. CLOC này, chuẩn rồi. Sanji. 1 người và thêm một nhân vật nữa. Đây, ok. Đấu trận cuối cùng thôi. Theo thì mình, nếu mà mình đánh thì mình hay dùng cái chiêu ánh sáng. Xong rồi là bắn đá, cú sút ánh sáng. Không vào gần được luôn. Dù cũng là Sanji. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Vào đây nào Sanji. Úi dồi, phá giáp. Cổ. Không phá ra thì làm sao mà đánh được. Không mà... À không được cái này. Đứng gần. Đứng đây làm sao được. Thủ. Không thủ được đâu. Ôi, thủ được này. Tốt. EQ. Lúc nào tan tính vào trong thế thủ luôn. Ôi, phá giáp rồi. Tốt đấy. Nhưng mà không thấm đâu. Trời ơi. Quá trời, khỏe quá. Gươm ánh sáng. Lên trời quá, đánh được. Xui. Chết luôn. Khỏe quá mức so với quy định.
Kizaru này chưa biết cái nào để thắng được nó đây. Không biết thằng nào thắng được nó đây. Bóng tối cũng thua rồi. Sanji hắc cước thì thua rồi. Gần như là không thể đỡ được. Ôi trời, né rồi. Tốt đấy. Combo xịt. Lên trời vỡ giáp ơi. Quả đấy vỡ giáp chứ nhỉ. Ôi trời. Hãy đặt sức mặt lờ. Chạy đâu. Nó thủ được. Liên tục ở trong tư thế phòng thủ luôn. Vẫn bị ăn đánh. Ai cha. Sử dụng CLC cái. Ôi sử dụng CLC mà quên đã được cây đánh. Ăn sao được. Ăn tiêu. Ôi nó đang sút mình. Không kịp đâu. Biến đằng sau luôn. Sau khi bị kết thúc rồi. Nhìn cái mặt thẻ là chết rồi. Chiêu này quá lợi hại luôn. Dù bất kỳ ở đâu thì có thể biến ra sau và ra chiêu này. Và ok, và mình sẽ kết thúc tấm này tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ cho giúp mình nhé. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Sẽ tắt cái này đi ạ.